Còn đi. Khi mà trong đi, báo cáo quý vị lúc này là buổi sáng ngày 29 tháng 1 năm 2021. Và lúc này đây chúng tôi đang chuyển bộ bàn ghế gỗ vụ tại Quảng Bình. Cho vào trong đi. Để chuyển đi Hà Nội, đi nội thành Hà Nội. Trước cái tình hình phức tạp của cái dịch Covid thì đồ gỗ Đức Hiền là lại khởi động lại chương trình lúc nào ở trong trước mỗi một cái chỗ xưởng là đều có cái xì tay và dặn mọi người đeo khẩu trang. Thưa quý vị, là hiện nay ở trong cửa hàng đồ gỗ Đức Hiền là vẫn đang còn nhiều bộ như này, cả cột 10 và cột 12. Tất cả là vài chục bộ. Trước thì khoảng 5-60 bộ nhưng bây giờ thì nó cũng hao đi rồi, nhưng vẫn còn vài chục bộ. Và hàng thì đẹp long lanh. Và tất cả những mặt hàng này trước khi đi là đều được chỉnh trang và cọ cái sạch sẽ, đẹp long lanh nguyên vân như thế này. Vân gỗ của ta của mình thì nó tuyệt vời, rất ấn tượng. Và các cái bộ này thì nó đều để chừng độ 1 đến 2 năm cửa hàng nó mới có cái màu như thế này. Còn ban đầu thì màu nó sẽ bị hơi sáng, nó không đủ độ trầm và đẹp như thế này. Đây là cái màu tuyết đẹp luôn này. Những chỗ vân gỗ thì vẫn nguyên vân, nhưng mà nó màu nó hơi xuống trầm cái cho trông nó tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì các cái tranh khảm này chúng nào có mấy trăm tấm. Vừa sáng sớm nay thì chúng tôi mới chuyển một bức tranh khảm đi ra bưu điện để chuyển về Đông Sơn Thanh Hóa. Hiện nay trong cửa hàng thì còn các cái bộ ghế gụ ta cột 12 là ở các mức giá 61, 62, 65, 69. Rồi thì 80, 83, 88, 89. Thế tôi nhớ là một số những cái bộ như vậy. Thế còn cột 10 thì bắt đầu từ 37, 38, 47, 55, 54, 59, 60, 63, 64, 62, 66 và 73, 70. Đấy, những cái bộ mà mã số tôi trong đầu vẫn nhớ thế. Và xin quý vị là bớt chút thời gian về tham quan mua sắm tại đồ gỗ Đức Hiền nằm cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với số điện thoại là số điện thoại trên màn hình đây. Số điện thoại 0984666999. Tôi đợi cho khánh nốt cái ghế này ra là sẽ dừng clip tại đây. Để gọn vào còn cho hai tấm tranh khảm ra xưởng nhá.